Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày. Mở đầu chuyên mục kỳ này, chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin y tế sức khỏe. Thưa quý vị, từ đầu tháng 5 năm 2022, số ca sốt xuất huyết nhập viện tăng cao và chưa có dấu hiệu dừng lại. Theo dự đoán của các chuyên gia dịch tễ thì sốt xuất huyết có thể bùng phát mạnh trong tháng 6 và tháng 7. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận gần 1.200 ca sốt xuất huyết, tăng hơn 650 ca so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số này có 12 ca nặng. Đến nay, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chưa ghi nhận trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Tuy nhiên, các địa phương lân cận như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai đã ghi nhận một số ca tử vong vì sốt xuất huyết. Theo các chuyên gia dịch tễ, cứ 4 đến 5 năm thì sốt xuất huyết lại bùng lên thành dịch một lần. Đợt dịch sốt xuất huyết lớn nhất gần đây nhất diễn ra vào năm 2019. Vì thế, theo chu kỳ này, sốt xuất huyết có thể bùng phát trong năm 2022 này. Do vậy, mỗi gia đình và xã hội cần chung tay phòng chống dịch sốt xuất huyết, trong đó phải làm sạch vệ sinh môi trường, không cho muỗi vằn có cơ hội sinh sôi và phát triển. Bệnh sốt xuất huyết vẫn có thể điều trị ngoại trú. Tuy nhiên, khi người bệnh có những dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm, phải đến ngay các cơ sở y tế để khám và điều trị bệnh. Thưa quý vị, có không ít người dân có thói quen sử dụng các loại thảo mộc hay là rượu ngâm từ các loại cây để điều trị, phòng chữa các bệnh lý, bởi họ cho rằng các loại cây tự nhiên thường lành tính. Tuy nhiên, trên thực tế thì việc tự ý sử dụng này đã để lại hậu quả nghiêm trọng tới sức khỏe. Nghe lời mách bảo của người quen, cả hai vợ chồng này đã ăn quả muồng tây với hy vọng điều trị khỏi bệnh tiểu đường. Sau gần 3 tháng sử dụng liên tục, cả hai đều có biểu hiện tê tay, sút cân. Tại trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai, các bác sĩ đã chẩn đoán cả hai vợ chồng đã bị liệt rễ và dây thần kinh toàn thân, teo cơ nặng, ảnh hưởng đến tính mạng. Cái cô mà chỉ cho cô là ở trên đảo mà có mẹ ruột của cô là vì mà ăn dạ, mẹ cô là lớn tuổi rồi, ăn nó hết. Trong lúc đó mình khỏe mạnh chứ mình cũng không có gì, mình đi khám thì bác sĩ nó không phải là bị tiểu đường nhưng mà bị rối loạn đường huyết thôi. Các chuyên gia cũng nhận dạng từ mẫu cây của hai bệnh nhân đem tới và khẳng định đó là cây muồng tây hay muồng lá khế. Đã có không ít bệnh nhân được điều trị tại đây bị ngộ độc nghiêm trọng do sử dụng các loại cây, rượu ngâm với rễ cây trong tự nhiên, được truyền miệng là có tác dụng chữa các bệnh như xương khớp. Nhiều bệnh nhân nhập viện đã bị tổn thương não. Bố tôi trước đó là có bị đau khớp, chân là không đi được, thế là cũng nghe dân làng nói là cái rễ cây mú tườn ấy ạ. Vâng, ngâm rượu là chữa cái bệnh đau khớp này. Thế là bố uống được khoảng tầm 10 ngày thì bắt đầu là có hiện tượng. Hiện tại thì tình hình của bố là bác sĩ tiên lượng là sống thực vật ạ. Các bác sĩ cho biết có nhiều loại cây có chứa các chất như salicylate là một loại chất giảm đau có thể dùng để chữa bệnh. Tuy nhiên thực tế nó cũng có những loại độc tính. Nếu tự ý dùng có thể để lại những ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe. Còn với loại cây muồng có độc tính rất mạnh, thậm chí gây tử vong. Đây là một loại cây độc, nó có thành phần độc. Đấy. Và nó tập trung cái độc tố chủ yếu ở trong hạt. Và cái loại cây này đã ghi nhận là gây ngộ độc và tử vong, gây chết rất nhiều gia súc, gia cầm ở các nước. Và ở trên người thì ở Ấn Độ người ta ghi nhận có em đã ăn phải cái loại quả nó đã tử vong. Thậm chí có những vụ 10 trẻ ăn đến 9 trẻ bị tử vong. Các bác sĩ khuyến cáo người bệnh không nên nghe theo lời truyền miệng để chữa bệnh, mà nên đến gặp bác sĩ hoặc các lương y đã được cấp phép hành nghề để thăm khám và điều trị, tránh các trường hợp ngộ độc đáng tiếc xảy ra. Thưa quý vị, nhiều người luôn nghĩ rằng thuốc đông y lành nên lạm dụng. Tuy nhiên, đông dược hay tân dược đều phải biết cách sử dụng mới phát huy tác dụng. Nếu không sẽ để lại những hậu quả khôn lường, chứ không vô hại như nhiều người lầm tưởng. Trong một thầy thuốc hôm nay, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Uyên Chi, trưởng khoa y học cổ truyền Bệnh viện Bà Rịa, sẽ chia sẻ cùng quý vị cách sử dụng thuốc đông y hiệu quả. Xin chào bác sĩ. Xin chào Tường Vi và xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả xem đài của đài truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa bác sĩ, thì có nhiều người sử dụng thuốc đông y không theo chỉ định vì nghĩ là đông dược thì hoàn toàn vô hại. Thật ra thì thuốc chữa bệnh
phòng bệnh. Tuy nhiên, thuốc cũng lại là một dược liệu mang độc tính, cho nên để sử dụng thuốc một cách hiệu quả an toàn thì chúng ta cần phải lưu ý đến những tác dụng phụ của thuốc, đến vấn đề sử dụng thuốc có an toàn, hiệu quả, phù hợp với mỗi thể bệnh đối với mỗi cơ địa của người bệnh hay không. Xin bác sĩ cho một số ví dụ về độc tính của đông dược ạ. Mọi người cứ hay lầm tưởng rằng là thuốc y học cổ truyền là thuốc lành tính và mát, cho nên là thường mọi người hay sử dụng thuốc y học cổ truyền một cách là không có theo sự chỉ dẫn. Tuy nhiên, một số các loại thuốc y học cổ truyền nếu chúng ta sử dụng không đúng mục đích thì cũng sẽ gây độc tính. Mã tiền chẳng hạn được sử dụng trong những cái bệnh lý bên ngoài cơ thể, xoa bóp chẳng hạn, nhưng để sử dụng được cái mã tiền đó thì chúng ta phải ngâm rượu. Và đặc biệt là trong cái mã tiền này lại chứa rất là nhiều cái trichinin. Nếu chúng ta vô tình chúng ta không dùng ngoài mà chúng ta sử dụng để uống thì nó sẽ gây ngộ độc. Bệnh nhân sẽ có những cái triệu chứng là co giật như uống ván và thậm chí có thể tử vong. Ở trong dân gian thì mọi người thường sử dụng cái lá cà độc dược để mà điều trị cái hen phế quản. Bởi vì trong lá cà độc dược này có cái atropine và có alkaloid, nó giúp làm giãn phế quản. Tuy nhiên, cái liều sử dụng chỉ là từ 1 đến 1,5 gram thôi. Nếu chúng ta sử dụng quá cái liều này thì bệnh nhân có thể giãn phế quản quá mức, giãn đồng tử, tăng hô hấp, tăng nhịp tim và bệnh nhân có thể tử vong. Rõ ràng là dùng bất cứ loại thuốc nào thì chúng ta cũng cần phải theo đúng liều lượng đúng không ạ? Những loại bệnh nào thì nên chữa bằng thuốc đông y thì nó sẽ có hiệu quả ạ? Tất cả các cái loại bệnh đều có thể sử dụng thuốc y học cổ truyền để điều trị. Tuy nhiên, trong một số những bệnh cảnh ưu tiên cho vấn đề cấp cứu, đối với những ca bệnh khẩn cấp thì chúng ta nên ưu tiên cho phần cấp cứu của y học hiện đại sẽ tốt hơn. Sau đó thì chúng ta có thể sử dụng những cái thuốc của y học cổ truyền, hoặc là những cái bệnh lý không phải là những bệnh lý mang tính nguy cấp, có thể là những cái thể cảm mạo hoặc là những bệnh lý thông thường thì chúng ta có thể sử dụng thuốc y học cổ truyền ngay từ đầu. Thưa bác sĩ, thì dùng thuốc đông y và tây y cùng một lúc thì cần lưu ý những gì ạ? Cái đầu tiên chúng ta cần lưu ý là cái phối hợp thuốc như vậy nó sẽ gây tăng hoặc là giảm tác dụng của những cái thuốc tây y mà chúng ta đang xài. Ví dụ như một bệnh nhân đang sử dụng thuốc để điều trị tăng đường huyết, có nghĩa là bệnh nhân bị đái tháo đường. Như vậy nếu như cùng lúc chúng ta sử dụng với nhân sâm thì nó sẽ có một cái tác dụng hiệp đồng với nhau. Và chính cái nhân sâm này nó sẽ làm tăng cái tác dụng hạ đường huyết của những thuốc điều trị đái tháo đường. Và như vậy sẽ rất là nguy hiểm đối với những bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân có cái cơ địa hạ đường huyết về ban đêm. Hoặc là sử dụng bạch quả. Bạch quả thì là một cái vị thuốc rất là tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên nếu như chúng ta sử dụng cùng lúc với những thuốc kháng đông thì vô tình sẽ làm hạn chế cái tác dụng của thuốc kháng đông trên những bệnh nhân này. Thưa bác sĩ, thì theo Tường Vi được biết, các quý ông hay sử dụng những loại đông y để làm rượu thuốc. Và khi làm những cái bình rượu thuốc như thế thì không có một cái công thức rõ ràng, mà giống như là có những loại nào quý thì các ông lại bỏ vào. Cũng có rất là nhiều người đã bị ngộ độc. Bác sĩ có khuyến cáo như thế nào về điều đó ạ? Cái vấn đề rượu thuốc đối với nam giới nói chung thì có thể nói là một cái bài trường ca rồi. Và chúng ta vẫn thường thấy là những cái bình rượu thuốc với đủ tất cả các thể loại, từ sâm rồi các cái loại con, đặc biệt là những con ví dụ như là hải mã này, cá ngựa này, thậm chí một số người bây giờ còn ngâm kể cả những cái xác ong, xác ve hoặc là những con nhộng nữa. Thực ra mà nói thì là bất kỳ một cái loại nào nếu như chúng ta sử dụng quá nhiều nó đều mang độc tính. Ví dụ như sâm chẳng hạn, mọi người cho rằng sâm ngâm rượu thì rất là quý. Tuy nhiên nếu chúng ta sử dụng một lượng sâm quá nhiều và kéo dài như vậy thì chắc chắn một điều rằng là chúng ta sẽ bị ngộ độc sâm với những triệu chứng ví như là đau đầu, chóng mặt, choáng váng, hoặc là cái thần kinh bị kích thích quá mức, bệnh nhân sẽ rơi vào cái trạng thái là hưng phấn quá và nó sẽ cũng ảnh hưởng tới thần kinh của chúng ta, đặc biệt là ảnh hưởng tới giấc ngủ. Bên cạnh đó thì những cái loại có thể nói là côn trùng khi chúng ta ngâm vào trong các cái dược liệu thì có thể nó sẽ xảy ra cái sự tương tác giữa hai cái loại này và nó cũng sẽ sinh ra độc tính. Hoặc là ngâm cái sáp ong chẳng hạn thì thực ra trong cái con ong nó đều có cái nọc độc. Và như vậy thì khi chúng ta ngâm như vậy vô tình sẽ làm cái nọc độc nó hòa tan vào trong rượu. Và khi chúng ta uống rượu thì sẽ xảy ra tình trạng là bệnh nhân sẽ bị ngộ độc. Và chúng ta tưởng rằng ngộ độc rượu nhưng thực ra đó là ngộ độc những cái chất mà chúng ta ngâm vào trong rượu. Kể cả cá ngựa cũng vậy thôi. Nếu chúng ta sử dụng một cái liều quá nhiều trong một cái
thể tích rượu quá ít như vậy cũng sẽ là một cái nguy cơ dẫn đến ngộ độc và có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân. À, thưa bác sĩ, thì bác sĩ có thể cho khán giả lời khuyên cách dùng thuốc đông y như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất ạ? Kể cả ở đối với người bệnh cũng như là những thầy thuốc, thì đầu tiên chúng ta phải cần tránh những cái điều sau đây. Thứ nhất đó là tránh cái việc sử dụng thuốc không đúng theo thể bệnh. Cái thứ hai nữa là tránh phối hợp thuốc một cách vô tội vạ, không theo cái chỉ định. Cái thứ ba nữa là tránh sử dụng những cái loại thuốc mà đã chưa được qua các khâu kiểm duyệt của Bộ Y tế. Cái thứ tư nữa là tránh sử dụng những cái loại thuốc mà chưa qua cái khâu chế biến. Cái thứ năm nữa là chúng ta tuyệt đối tránh những cái sự phối hợp thuốc giữa đông y với tây y một cách không hiểu biết. Còn đối với về phía người sử dụng, có nghĩa là đối với những bệnh nhân, thì chúng ta cần phải lưu ý đặc điểm ở sau đây. Thứ nhất, đó là người bệnh phải đến cơ sở y tế đã được cấp phép và tìm đến những chuyên viên y tế có tay nghề cao, có khả năng chuyên môn tốt, cũng như là góc nhìn lâm sàng rộng hơn để chúng ta có thể có những cái điều trị phù hợp. Cái thứ hai nữa là người bệnh không nên tự ý phối hợp thuốc khi mà chưa được sự tư vấn của bác sĩ. Cái thứ ba nữa là đối với những đối tượng đặc biệt, ví dụ như là phụ nữ mang thai, trẻ em dưới 15 tuổi hoặc những người có bệnh nền, thì trước khi sử dụng thuốc chúng ta cần phải tham vấn bởi những nhà chuyên môn. Và xin cảm ơn bác sĩ ạ. Thưa quý vị, thuốc đông y không vô hại như nhiều người lầm tưởng, vì vậy quan niệm dùng thuốc đông y không bổ âm cũng bổ dương là quan niệm sai lầm và nguy hiểm, vì thuốc đông y cũng là thuốc và tai biến có thể xảy ra trong mọi trường hợp. Hy vọng là những kiến thức mà chương trình cung cấp sẽ giúp cho quý vị biết cách sử dụng thuốc đông y đúng cách và hiệu quả. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.